Tiểu sử biên tập viên Khánh Trang, đời tư khi kín tiếng của biên tập viên thời sự 19 giờ. Đối với những ai yêu thích xem bản tin thời sự 19 giờ hàng ngày trước màn ảnh nhỏ sau mỗi bữa ăn thì chắc hẳn sẽ quen thuộc với gương mặt dẫn chương trình Khánh Trang. Mặc dù chỉ mới bắt đầu dẫn chương trình thời sự được vài năm, thế nhưng Khánh Trang đã chiếm được sự yêu thích và quý mến từ khán giả. Khánh Trang là biên tập viên của chương trình bản tin thời sự 19 giờ, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói truyền cảm cũng như đồng nghiệp của mình. Khánh Trang rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Biên tập viên Khánh Trang tên đầy đủ là Trần Minh Trang, sinh năm 1984, là biên tập viên hiếm hoi của bản tin thời sự 19 giờ phải dùng nghệ danh. Cô là người Nghệ An nhưng học tập và làm việc tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trưởng thành theo năm tháng trong không khí của thủ đô, ăn những món ăn đặc trưng của Hà Nội và hưởng giáo dục lễ nghĩa chuẩn mực. Có lẽ chính vì điều đó đã tạo nên một Khánh Trang đậm chất nét đẹp Hà Nội. Là một trong bốn bóng hồng biên tập viên xinh đẹp như hoa hậu của bản tin thời sự 19 giờ, Khánh Trang được khán giả yêu thích bởi giọng nói đầy truyền cảm và chuẩn Hà Nội. Ở độ tuổi này, nữ biên tập viên gần như có trong tay mọi thứ mà mình muốn, từ gia đình, sự nghiệp đến đời sống tình cảm. Người đẹp tuổi Tý sinh ra tại Nghệ An, cô từng học quản trị du lịch khách sạn và ngoại thương. Nghề biên tập viên MC đến với cô một cách bất ngờ. Cô kể, ngày đó trở thành người dẫn chương trình truyền hình là sự ngưỡng mộ lớn lao của nhiều người. Tôi thần tượng và thích chị Diễm Quỳnh nên viển vông nghĩ một lúc nào đó mình cũng được cầm mic nói trước hàng triệu khán giả. Cơ hội đến năm 2005, Đài truyền hình Hà Nội tổ chức cuộc thi tuyển người dẫn chương trình truyền hình và tôi nộp hồ sơ, may mắn vượt qua gần 1.000 hồ sơ thi tuyển. Qua các vòng để trở thành 10 người cuối cùng được tuyển chọn. Sau khi tốt nghiệp, tôi gắn bó với truyền hình Hà Nội. Duyên nợ với truyền hình bắt đầu như thế. Hồi đó, còn trẻ chỉ sống bằng nhiệt huyết và đam mê. Chả mấy khó khăn vất vả nào có thể ngăn cản. Bỗng dưng nộp hồ sơ qua vòng loại rồi bỗng dưng trúng tuyển. Sung sướng quá nên gian nan chẳng hề. Chập chững những bước đầu tiên vào nghề mà đâu biết truyền hình là gì. Đâu biết đến máy quay hay phải diễn trước ống kính ra sao. Rất nhiều sự ngỡ ngẩn. Trước khi vào ban thời sự, Khánh Trang đã có 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những vai trò như phóng viên, biên tập, tổ chức sản xuất. Lĩnh vực cô tham gia khá đa dạng từ chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế, thể thao. Ngoài việc trực tiếp tổ chức sản xuất, biên tập viên Khánh Trang còn làm MC cho chương trình Lắng nghe cơ thể bạn và dẫn chuyện cho chương trình truyền hình thực tế Giấc mơ có thật, Người Tràng An, Người Hà Nội. Năm sau đó, năm 2014, Khánh Trang chuyển về VTV và 2 năm sau, cô trở thành người dẫn chương trình chính thức của chương trình Bản tin thời sự 19 giờ. Chia sẻ về áp lực khi đảm nhận vị trí người dẫn chương trình trong bản tin thời sự 19 giờ, Khánh Trang nói, đây là chương trình chính luận quan trọng của đài VTV. Vì thế, nó đòi hỏi biên tập viên phải vừa chín chắn, đĩnh đạc, nhưng cũng phải duyên dáng, mềm mại, vừa đủ để truyền tải tới khán giả những thông tin chính xác, dễ hiểu và gần gũi nhất. Đó không chỉ là những thông tin thời sự, chính trị khô khan, mà còn là những câu chuyện nhân văn, thú vị, cần biên tập viên phải uyển chuyển, linh hoạt trong lối dẫn của mình. Là một người tay ngang, chuyển sang làm truyền hình, đặc biệt là dẫn chương trình thời sự mang tính chính luận cao, biên tập viên Khánh Trang cảm thấy rất tự hào. Cô chia sẻ, đầu tiên là bất ngờ vì 19 giờ là bản tin rất quan trọng của Ban Thời sự và Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó là cảm giác vinh dự và tự hào. Tôi rất xúc động sau buổi lần tiên ra mắt. Khán giả trong vai trò mới đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Mọi người ưu ái dành cho những lời khen mình có chất giọng truyền cảm, chạm tới người xem. Bên cạnh đó, cũng có những lời góp ý, chia sẻ từ những vị tiền bối đi trước như cô Kim Tiến về kỹ thuật đọc của mình. Từ các đồng nghiệp, với tôi, mọi lời chia sẻ, đóng góp đều rất quý giá. Kinh nghiệm của biên tập viên mảng văn hóa xã hội trong quãng thời gian công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội rèn cho tôi tính kỷ luật và cả những kỹ năng xử lý tình huống trên sóng trực tiếp.
Cho tôi sự mềm mại uyển chuyển của một biên tập viên dẫn chương trình. Nhưng với bản tin thời sự 19 giờ thì cần sự chắc chắn, chính xác, tin cậy và một phong thái chuẩn mực. Vì thế, khi chuyển về công tác tại ban thời sự VTV, tôi cũng phải rèn luyện, quan sát, học hỏi những người đi trước, các anh chị em đồng nghiệp để thay đổi cho phù hợp. Nhưng tôi vẫn muốn xây dựng cho mình một phong cách riêng, đó là thời sự không hề khô khan, khuôn mẫu. Khi làm bản tin chào buổi sáng, thách thức chính là giờ giấc. Chúng tôi phải thức rất khuya để làm kịch bản, biên tập tin bài, lời nhẫn, cập nhật tin tức trong đêm nếu có. Công việc kéo dài từ 6 giờ chiều hôm trước đến khoảng 12 giờ, 1 giờ đêm. Ngủ khoảng 3 giờ đồng hồ, rồi 4 giờ sáng dậy chuẩn bị cho buổi lên hình trực tiếp vào lúc 6 giờ. Một tuần khoảng 4 buổi làm việc như thế, và đã là biên tập viên dẫn thì phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi lên sóng là tươi tỉnh và nhiều năng lượng để bắt đầu một bản tin ngày mới. Còn với thời sự 19 giờ là bản tin chính luận quan trọng nhất của đài, nên áp lực của những người giữ sóng như chúng tôi là phải sự chuẩn mực và chính xác. Chúng tôi hay nói vui, nghề của mình là làm dâu trăm họ, nghĩa là sẽ có khen, có chê, có hài lòng và có góp ý. Đơn giản vì quan trọng nên nhiều người để ý. Vậy nên đã ngồi vào vị trí đó thì cũng cần phải có bản lĩnh, tinh thần thép để vượt qua mọi thách thức. Sau khi lên sóng chương trình đầu tiên, Khánh Trang được cựu biên tập viên Diệp Anh ưu ái dành lời khen tặng trên Facebook. Cô chia sẻ: "Khi được chị Diệp Anh khen và mọi người động viên, tôi rất xúc động. Nó tiếp thêm động lực để tôi tự tin và hoàn thành tốt vai trò mới này." Nói về quá trình đến với công việc truyền hình, Khánh Trang cho biết cô đến với nghề bằng niềm yêu thích. "Tôi đã bắt đầu mối duyên với truyền hình bằng tất cả sự bản năng và yêu thích của cá nhân. Lúc đó tôi vừa đi học vừa cộng tác với truyền hình. Vất vả nhưng vui lắm, chẳng bao giờ quên. Bắt đầu là khi đi theo ekip của các anh chị để quan sát, học hỏi, nắm bắt công việc. Dần dà mình bắt đầu tham gia dẫn, sản xuất phóng sự các chương trình ngắn như Văn hóa du lịch, Văn hóa ngàn năm văn hiến, Hà Nội của chúng ta. May mắn là tôi được thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau, nên nhiều thể loại đề tài khác nhau, nên kinh nghiệm cứ tích lũy qua mỗi ngày. Trưởng thành hơn nữa là làm chủ những chương trình do mình tự tổ chức sản xuất, viết kịch bản." Khánh Trang cho biết cô nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ hết lòng từ gia đình. "Tôi may mắn khi được gia đình yêu thương, ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để tôi làm công việc mình yêu thích." Biên tập viên Khánh Trang cho hay, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau mà chỉ có bản thân họ mới là người rõ nhất quyết định đó có đúng hay không. Tôi nghĩ tôn trọng là thái độ phù hợp của những người ngoài cuộc. Áp lực là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo tôi, mỗi người dù già hay trẻ đều có những thế mạnh của riêng mình. Cốt lõi là mình có biết tận dụng nó hay không thôi. Và tôi luôn nhất quán một nguyên tắc kể từ khi bắt đầu làm nghề này, đó là sự chân thật. Biết bản thân là người bận rộn, không thể trọn vẹn cho gia đình, nên cô thường tranh thủ mỗi lúc rảnh rỗi để bù đắp cho con gái. Biên tập viên Khánh Trang nói, tôi tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi không giống ai để bù đắp cho gia đình. Đặc biệt là con cái rất cần sự chăm sóc, chỉ bảo từ người mẹ. Tôi luôn cố gắng mỗi ngày dành thời gian nói chuyện với con. Nhờ vậy nên con gái của cô không bị thiếu thốn tình cảm từ mẹ. Với nhiều năm dẫn chương trình, tên tuổi của Khánh Trang càng được nhiều người biết đến. Dù đã hoạt động lâu, nhưng sự nhiệt huyết và thái độ kính nghiệp của nữ biên tập viên vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Vậy nên không khó hiểu khi cô liên tục được đề cử các giải dẫn chương trình ấn tượng hàng năm tại VTV Award. Khánh Trang VTV đã lập gia đình từ lâu. Nữ biên tập viên cùng chồng có một bé gái đang tuổi lớn, vô cùng năng động và đáng yêu. Dù không chia sẻ nhiều về chuyện cá nhân, nhưng có thể thấy Khánh Trang đang vô cùng hạnh phúc. Dựa vào những khoảnh khắc đời sống nhỏ nhặt, dễ thấy cô và chồng vẫn còn mặn nồng như thuở mới bên nhau. Công việc tại đài truyền hình chiếm hết phần lớn thời gian của Khánh Trang, song so với những người phụ nữ khác, thời gian cô dành cho gia đình là ít hơn nhiều. Vậy nhưng chồng con và gia đình vẫn luôn ủng hộ nữ biên tập viên hết mình. Vì thế, sau bao nhiêu năm, Khánh Trang VTV vẫn an tâm tập trung phát vào sự nghiệp của mình.
Trong cuộc sống, Khánh Trang vẫn luôn cố gắng cân bằng thời gian cho chồng và con. Cô thường dành thời gian để đưa con gái đi học và đón con về mỗi ngày. Cuối tuần, nữ biên tập viên cũng tranh thủ đưa các con đi dã ngoại, đi dạo tới công viên. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Khánh Trang đều tranh thủ đến trường đón con. Trong đời thường, nữ biên tập viên tuổi Tý cũng thừa nhận bản thân không phải là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng cô là người có trách nhiệm. Khánh Trang chính là mẫu hình của người phụ nữ thời hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mong rằng tương lai sẽ thấy nữ biên tập viên phát triển sự nghiệp thêm ở nhiều lĩnh vực khác nhau và gặt hái được thành công rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Video của mình tới đây thôi. Hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.